Chào các cô chú, anh chị. Hôm nay lễ khởi công cây cầu ở xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Thì đây là cầu từ thiện do chú Sáu Lanh đứng ra xây dựng, đội thi công của phường Mỹ Phước, thị xã thành phố Long Xuyên. Chú Sáu Lanh đứng ra xây dựng cây cầu cho xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, Kiên Giang đó cả nhà. Thì hôm nay là ngày lễ khởi công, có ông sư chùa Láng Khác, đại đức Long Thị Yến ở Kiên Giang đóng dự, và kiến trúc sư kiến trúc sư Hào ở trường đại học thành phố Cần Thơ cũng có đến dự. Các ông đang cúng xin đất đai ở đây. Thợ cũng đang kéo sắt ra đang đổ mấy cây trụ đó cả nhà, đang đóng cọc đó. Thì lúc trước mình có xuống đây quay hết một lần là xuống khảo sát thì cầu hư hết trơn. Cầu này có bề ngang có 1m2 rồi cả nhà, cho nên nó cũng mục mà đi rất nguy hiểm. Giờ anh em thợ đang bẻ sắt để mà bo sắt đổ cọc. Đây là bản khởi công, Ủy ban Nhân dân xã Minh Hòa lễ khởi công cầu kênh KH3 xã ấp An Khương, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, Kiên Giang, chiều dài 38m, rộng 4m, tải trọng 5 tấn. Hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2022. Vật liệu chú Sáu đã mua hết trơn rồi đó cả nhà. Phật giáo Hòa Hảo từ thiện xã hội, đội thi công cầu bê tông nông thôn phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên phối hợp với nhân dân địa phương thực hiện thi công. Hôm nay thì cầu này có để thùng từ thiện cho bà con qua lại đóng góp vô, đừng có đủ kinh phí để làm cho mau cả nhà. Thùng từ thiện ủng hộ xây cầu kênh KH3 và có những cái cầu bê tông cốt thép bền bỉ. Nếu mà không chịu áp lực bây giờ nó chung. Rồi. Giúp trước mà mình như thường có liên hệ rồi. Bỏ sát. Cái này trở lại. Cái động chất. Có duyên kiếp trước. Tôi chỉ vô nè. Chỉ vô. Anh em không đi đâu. Chỉ vô hết sao ơi. Vô cho em. Vô đứng đây đây ra mời. Cái là có cái đây nè. Lấy cho đẹp nghe lấy năm, lấy luôn vòng không cái năm ơi. Rồi. Rồi. Cái cầu nó bị nghiêng rồi bị sập mấy chỗ nữa cả nhà, bà con đi thường xuyên bị té hoài đó.
cho nên hôm nay bắt lại cầu mới. Không phải là nó cái vấn đề nó giống nhiều khi là em đang ổn định là bắt đầu lại do cái từ dừa nó vừa không được, ở cái người nó sẽ vừa không tin được, cho nên là bên trong cây cầu nó bị nghiêng rồi nó bị đóng gông nữa, cho nên người ta chạy dễ bị té lắm, rồi nó trợt nên là chống giò hụt giò chẳng xong luôn. Ở đây cũng xảy ra nhiều tai nạn tại cái cầu này các nhà, cho nên bà con ta lo sợ lắm. Giờ có chú Sáu bắt lại cây cầu này là người ta mừng, bà con ở đây rất mừng luôn. Tôi sẵn xuống đây khởi công cây cầu Minh Hòa này. Dạ. Rồi có một cái anh em người ta nhờ chuyển cái phần đóng góp. Dạ. Của cho riêng cho đội của mình á. Dạ, dạ. Thì giờ trước tiên mình làm cái cầu này, mà để cầu này sau mình nói cái cầu đang mình làm trước. Dạ. Thì cái cầu Mông Thọ lần này tôi gửi tiếp lần thứ hai nữa. Dạ. Thì có một cái bạn là bạn Võ Thị Thu Thủy gửi 5 triệu. Dạ. Võ Thu Thủy là bạn học trong cái nhóm Hoàng Diệu đó. Dạ. Rồi bạn là Phạm Đức Thuận, này là giảng viên của Đại học Cần Thơ. Dạ. Anh gửi cho mình 5 triệu, nhưng mà anh nhờ chích phần nhiều chút 3 triệu cho cây cầu mồ côi Mông Thọ. Yeah. Thì cái phần tiền này là chút nữa tôi chuyển cho anh là 8 triệu. Yeah. Rồi trở về tới nhiệm vụ đây, cây cầu này là cây cầu Minh Hòa. Thì ở cây cầu Minh Hòa này anh em có ở bên Mỹ á, có một số anh người ta nhìn thấy cây cầu Mông Thọ của mình mà người ta thấy hay quá, rồi người ta nói là giờ tôi gửi cho anh số tiền anh muốn chuyển cho cây cầu nào đó thì chuyển. Yeah. Nhưng mà tôi có một cái vấn đề nè, là hôm nay là ngày 9 tháng 9. Yeah. Thì là ngày sinh nhật của một anh trong cái nhóm đó. Dạ. Yeah. Anh chuyển tiền cho tôi, nói thôi vậy để cho cái ngày sinh nhật của ảnh có ý nghĩa. Yeah. Là ngày 4 tháng 10, nhằm ngày 10 ngày 9 tháng 9 nhâm dần nè. Yeah. Là ngày sinh nhật của ảnh, thôi tôi chuyển cái cầu này để lấy chút phúc đức cho cây cầu, là chuyển qua cây cầu Minh Hòa. Yeah. Thì cái nhóm của ảnh là nhóm những mảnh đời bất hạnh. Yeah. Ảnh là một thành viên trong đó, ảnh chuyển cho mình 7 triệu. Yeah. Bạn Bùi Ngọc Minh gửi 500 ngàn. Yeah. Bạn Phạm Đức Thuận là cũng là giảng viên của Thầm Thơ đó. Yeah. Bạn gửi 5 triệu, mà trong đó chích qua bên này 3 triệu. Yeah. Chích bên đây 2 triệu. Yeah. Tại bạn này cũng quê quán xứ Kiên Giang, thì tổng cộng bên đây là 9 triệu rưỡi. Yeah. Bên đây là 8 triệu. Dạ. Chút nữa là tôi chuyển cho anh là 17 triệu rưỡi ha. Dạ, một, sao? Dạ, 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 dạ. Bên đây là cầu Minh Hòa, bên đây là cầu Mông Thọ. Dạ. Đó. Nhưng mà cùng cái nhận tặng nào mà cũng tự xây sạp. Dạ. Kia đó. Chúc mọi điều tốt đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người cùng quân. Thì hôm nay vào ngày xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ xây dựng cầu. 9 năm nhâm dần là thì ngày khởi công cây cầu là Minh Hòa, xã huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Thì được sự là cho phép của chính quyền địa phương và các tôn giáo bạn và chư huynh đệ gần xa để hỗ trợ tiếp cây cầu này đó anh Lục. Thì hôm nay anh giao cho em phần tiền là tổng cộng là 17 triệu 500 mà anh của Hào, hai cây cầu, hai cây cầu mà anh Hào có ghi trong danh sách đây. Thì nói chung em thì nói chung về cái vấn đề chữ nghĩa nó thấp, nó cũng giới hạn, mình còn nhớ nó không được như em. Không thì có gửi. Bây giờ anh giữ cái gốc này lại giùm em. Em chỉ nhận bằng tiền để rồi, tiền đặt tư thôi, khi sau này em cần đó. Rồi anh đưa lên nó, mình ghi lên cái danh sách để trên cầu anh. Rồi tới luôn, nhiều quá nó mất. Thì hôm nay ngày 19 tháng 9 thì em nhận cái số tiền anh Hào do cô nguồn tiền cô bác đóng góp này gần xa, thì em thay mặt cho cái đội thi công cầu bê tông nông thôn Phật giáo Hòa Hảo, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, An Giang, thì nhận cái phần tiền mà anh chị và cô bác đóng góp trong những cây cầu từ thiện mà em đã làm đó, thì em đem hết cái trách nhiệm một cái tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, hai bên gia giác mình là phải thành linh ghi chép, em làm hết cái trách nhiệm của một công dân tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đối với đất nước quê hương. Thì cái phần tiền này thì em nguyện mười phương chư Phật, qua linh Đức Phật, Đức Thầy, chư thần chăm quan và qua linh của Đức Cố cảm ứng chứng minh và hậu độ cho gia đình mấy anh mấy chị và mấy cháu được nhiều sức khỏe, niệm Phật thật nhiều, làm được các việc nghĩa, mang cái phước lợi cho toàn thể nhân loại chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô. Xin cảm ơn các nhà hảo tâm và mạnh thường quân để giúp đỡ xây cầu Mông Thọ và cầu Minh Hòa. Thì Mông Thọ cũng gần xong rồi, còn cầu Minh Hòa hôm nay là đang khởi công xây dựng.
chú là chợ ba 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 mà lấy rồi đây, anh đang thấy cặp cái cầu Kiên Giang này, chắc ngày mai về là hết có tiền phải anh ơi. Nhà anh em đang chuẩn bị bò sắt đổ cọc đó cả nhà. Giờ này chuẩn bị làm lễ khởi công chú Sáu có dọn đây một mâm cơm chay để cúng đất đai ở đây nữa cả nhà. Bên đây là bàn Phật thì để luôn, khi nào xây dựng cầu xong hết trơn là mới dọn dẹp đó cả nhà. Bàn Phật là để luôn, còn mâm cúng đất đai thì cúng hôm nay thôi. Còn hàng ngày thì anh em dùng cơm thì giấy đất đai ở đây. Ở đây là xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Cây cầu này là cây cầu kinh KH3. Em qua quay đội thi công đang bo chuẩn bị đo sắt, mình đổ mấy cái cọc cả nhà. Khoảng 20 ngày nữa là đóng cọc, cỡ khoảng 20 ngày nữa là khánh thành cầu Mông Thọ đó, rồi xong rồi xong cây cầu Mông Thọ rồi xuống đây đóng cọc luôn, là tới thời hạn mình dỡ cọc được. Đây An Giang, bạn An Giang xuống đây à, gần xỉu. Đây bạn ơi. Đây anh em đội thi công cầu. Mấy ông bẻ sặc mau ghê luôn rồi, mới đây hết biết nhiều luôn rồi. Không sao đâu, không sao. Như sắt này nặng lắm. Bỏ lên bỏ nhớ sắt này sắt mới chét mà đâu có xét. Bây giờ chuẩn bị lễ khởi công xây dựng cầu kênh KH3, ấp An Khương, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, Kiên Giang. Thì hôm nay gồm có Ủy ban Nhân dân xã Minh Hòa, Đại Đức Long Thị Yến, chú Sáu, cùng thầy Hào là kiến trúc sư ở trường Đại học Cần Thơ, cùng bà con
ở xung quanh đây tới dự. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng toàn thể quý vị đại biểu, thực hiện chủ trương phát triển giao thông nông thôn của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh Kiên Giang và nhằm thực hiện lập thành tích trong xây dựng nông thôn mới nâng cao để đáp ứng nhu cầu đi lại giao thông hàng hóa được thuận tiện cho bà con nhân dân trong và ngoài ấp. Qua công tác vận động các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn, hôm nay được sự tài trợ của Phật giáo Hòa Hảo Từ Thiện xã hội đội thi công cầu bê tông nông thôn phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên phối hợp với nhân dân địa phương thực hiện thi công tài trợ cầu kính kết qua dài 38 m, ngang 4 m, tổng trị giá 1.200.000.000 đồng tiến hành khởi công xây dựng. Đó là lý do buổi lễ hôm nay. Đến dự buổi lễ hôm nay xin trân trọng giới thiệu về phía cấp huyện có bà Lưu Việt Hồng, ủy viên thường vụ, trưởng ban tổ chức huyện ủy, ngang ông Huỳnh Văn Hên, phó chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện Châu Thành. Về phía nhà tài trợ có ông Nguyễn Anh Dũng, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Kiên Giang, nhà tài trợ. Ngay Long Quy Hiến Đại Đức, chủ trì chùa Láng Cát, thành phố Rạch Giá. Ba ông Cao Quốc Thái, kỹ sư cầu đường tỉnh Long An. Bốn ông Phạm Sinh Hào, kiến trúc sư trường đại học thành phố Cần Thơ. Năm ông Phạm Văn Sáu, đội trưởng đội thi công cầu đường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, cùng các thành viên trong đội thi công của nhà tài trợ. Về phía cấp xã có ông Nguyễn Quốc Nhất, bí thư đảng ủy xã. Hai ông Danh Nữ Quốc Dương, chủ tịch ủy ban dân xã. Ba bà Tố Ái Cần, chủ tịch mặt trận xã. Bốn ông Danh Bảnh, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân xã. Ông Dương Văn Thái, Dương Văn Thái, phó trưởng công an xã, cùng các đồng chí chức danh ấp và lãnh đạo các ấp mạnh thường quân và toàn thể bà con nhân dân ấp đến dự buổi lễ khởi công hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành và kính thưa Ủy ban nhân dân xã Minh Hòa và kính thưa ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Kiên Giang và kính thưa sư Long Phi Yến, đại đức chủ trì chùa Lan Cát, thành phố Rạch Giá và kính thưa anh Hào, kiến trúc sư trường đại học thành phố Cần Thơ và kính thưa em trai kết nghĩa của 65 là chú Thái là kiến tại là kỹ sư cầu đường ở tỉnh Vĩnh Long, Long An và kính thưa các cô bác tôn giáo bạn và kính thưa cô bác mạnh thường quân và kính thưa anh em tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và cô bác địa phương hiện diện kính mến, thì hôm nay vào ngày 9 tháng 9 nhâm dần là ngày tiến hành khởi công cây cầu từ thiện do nguồn tiền của cô bác và chính quyền địa phương đóng góp. Thì cây cầu này em cháu đảm nhiệm thi công, thì bên Phật giáo Hòa Hảo cũng được cái duyên lành và anh em khắp nơi cũng thương trong nhiều năm qua để hỗ trợ tiếp với đội thi công để bắt cây cầu từ thiện bê tông cốt thép trọng tải lớn cho xã Minh Hòa. Đây là một cái xã cũng rất nhiều với cô bác anh em người dân tộc, xã thì cái kinh phí cũng rất nghèo nhưng cũng cái duyên lành thì tiếp xúc được chủ tịch xã, thì số lâm về có bàn đại đức Long Phi Yến cùng ngỏ ý với chính quyền địa phương và cô bác mạnh thường quân và các tôn giáo bạn thì có lòng hảo tâm thì cũng hướng về quê hương Hòa Bình, Minh Hòa có những cây cầu là do cái nguồn tiền của cô bác đóng góp mà chính bàn tay của anh em tín đồ Phật giáo Hảo đứng trách nhiệm thi công, thì đây là một cái duyên lành đối với anh em tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Thì em cũng thay mặt cho đội thi công cũng báo cho quý ông bà cô bác và các chính quyền và các tôn giáo bạn và sư và anh Hào và Tết Cao và mấy huynh đệ là nắm về cây cầu này, nó với chiều dài tính luôn đường dẫn là 38 m, rộng 10 ngang, em cháu bắt 4 m, trọng tải 5 tấn, gác dầm của công ty bê tông Bình Minh. Thì cái địa phương xã thì cũng không có kinh phí, cũng xin cô bác đóng góp thì xã cũng vận động được là 300 triệu rưỡi triệu, thì phần còn lại
là cái đội thi công của em cháu và sư Long Phi Liếm và em trai là Thái Cao kỹ sư cầu đường và anh Cao Minh Hào là kiến trúc sư trường Đại học Cần Thơ cùng cô bác và ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo, cô bác khắp nơi để hỗ trợ với đội thi công để mà nhận cái trách nhiệm chung vì tình thương đại đồng của Đức Phật. Khi trong vòng 3 tháng đây tới Tết đội thi công giao cây cầu thì đội thi công cũng không biết nói gì, thì thay mặt cho đội thi công cầu bê tông nông thôn Phật giáo Hòa Hảo thành phố Long Xuyên nhận cái trách nhiệm trọng trách này đối với ông bà cô bác và các chính quyền và các tôn giáo bạn và chư huynh đệ và nhà sư. Thì thời gian thi công thì ước mơ của đội thi công không có nói gì, thì trong đội anh em chỉ ăn chay lạc, thì chính quyền địa phương cũng hỗ trợ tiếp về đầy nhân công, thì cô bác nào ta cho cái gì thì mình nhận ở đây cho anh em làm công quả ăn thì ăn chay, thì dù sao này nó có dư gạo hay là đồ ăn gì đó mình gom lại đây mình cho cô bác ta nghèo. Thì cô bác ở địa phương này cho chính quyền giúp đỡ rồi hàng ngày ủng hộ tiếp với đội thi công. Thì đội thi công xin thay mặt hứa với cô bác đây với mấy anh mấy chị và sư đó, thì trong vòng 3 tháng này đây tới Tết thì mình khánh thành cái cầu này. Thì cái nguồn tiền thì nó rất heo hẹp, thì vật giá bây giờ nó cũng lên rất nhiều, thì xã thì không có kinh phí thì hỗ trợ được bao nhiêu đó thôi, còn ngoài còn lại thì Sáu Lân và sư và mấy anh mấy chị cô bác đóng góp để cho cái cầu sớm được hoàn thành đưa vào sử dụng cho bá tánh đi qua lại được dễ dàng. Thì cuối cùng Sáu Lân xin nhân nguyện mười phương chư Phật qua linh Đức Phật Đức Thầy chư thần chăm quan và qua linh của Đức Cố cảm ơn chứng minh ban bố phước lành cho bà con cô bác và các tôn giáo bạn và anh em huynh đệ và cô bác địa phương được giàu giàu sức khỏe, niệm Phật thật nhiều, làm các việc nghĩa mang cái phước lại cho toàn thể nhân loại chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Thế Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta được chuẩn bị chỉ đạo cầu dự sáng qua. Cũng thưa ông Phạm Vĩ Sáu, đại diện đoàn Phật giáo Hòa Hảo cũng như là các anh chị sư điện trong cái hội từ thiện cũng như hợp thực hiện hội dự hôm nay, cũng như các đồng chí ban ngành xã bà con thân mến, thì hôm nay rất vinh dự, hôm nay đảng ủy cũng ủy ban nay tổ chức một lễ chúng ta khánh tha cái khởi công cái cầu cát ba này. Thì đây là cái niềm cái vui đối với bà con ở nhất là ở cho An Khương cũng như bà con ở xã Minh Hòa. Thì cái đối với xã Minh Hòa thì đồng xã dùng nông thôn nên có diện tích là lớn nhất của huyện Long Thành này. Tuy nhiên những cái một xã thường nông nhưng mà cái đường xã giao thông thôn rất khó khăn, sinh gặp tràn trực. Từ đó thực hiện cái xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên thì việc đầu tư việc xã hóa thì trong cũng nhiều rất khó khăn, nhất là về giao thông thôn. Thì hôm nay thì được đội nhà từ thiện của Phật giáo Hảo cũng như các em đội thi công hôm nay được tạ lễ khánh thành. Thì đây là cái niềm vui lớn cho địa phương. Thì để thực hiện thành công cầu thì mong chính quyền địa phương cũng ban nhất là ủy ban cũng như là ấp An Khương ủng hộ Phật tốt đối với cái đội thi công chúng ta tổ chức sau phối hợp vừa hậu cần vừa lo ăn uống cũng như là cái phối hợp trong thi công xong mà đảm bảo tốt để mà thực hiện cái đúng tiến độ cái cầu đã đề ra. Thì cái cầu thì trị giá thì đã chỉ ở chỗ ông Sáu đã nói rồi, trị giá thứ hai đối với xã thì ứng 350 để thực hiện cái cầu này. Thì trước hết thì thay mặt cho đảng ủy ủy ban cũng như là bà con xã thì cảm ơn chỉ cho ông Phạm Minh Sáu cũng như các anh em trong đội thiện cũng như sư đã đến đây hỗ trợ và xây dựng cái cầu các ba góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương gần ghi nhớ thầy ở thương cũng như cái đây có một cái vùng đất hoa kiển trồng hoa kiển hợp xã góp phần phát triển kinh tế xã hội nhà. Thì trước hết thì xin chân thành cảm ơn chúc sức khỏe chỗ đội từ thiện một cái áo hảo để mà thực hiện tốt. Xin cảm ơn tất cả, xin ơn. Kính thưa chương trình, xin mời đại đức Ngọc Huy chủ trì chùa Láng Két, thành phố Rạch Giá phát biểu đôi lời về lễ các công cầu kính các bác. Mời đại đức. Mô Đi Phật. Kính thưa các cấp lãnh đạo chính quyền huyện, xã, ấp,
Kính thưa các vị đại diện của Phật giáo Hòa Hảo, tỉnh Kiên Giang. Kính thưa thầy Nguyễn Xuân Hào, kiến trúc sư xây dựng. Kính thưa anh Thái Cao, kỹ sư bích cầu đường. Kính thưa anh Phạm Văn Sáu, là đại diện cho thân đơn vị thi công cầu tại KH3 xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay trong không khí thật là mát mẻ, đúng là một cái ngày lành, tháng tốt, giờ tốt. Thì hôm nay chú Sáu chọn ngày rất là tốt, lúc 9 giờ ngày chính, tháng chính, chắc chắn cây cầu này sẽ trong quá trình xây dựng được thuận lợi và thành công, đúng như cái tiến độ mà chú Sáu đại diện cho đơn vị thi công đã phát biểu trước toàn thể quý vị cũng như bà con tại xã Minh Hòa, huyện Châu Thành có mặt trong ngày hôm nay. Đó là lời hứa danh dự, sẽ là lời mang lại cái một cái thành công tốt đẹp cho quý bà con ở đây, có được cái phương tiện thuận lợi cũng như là các bà con bổ sốc ở đây. Hiện tại cái cầu đã xuống cấp, thì trên tinh thần bập tháp lợi xâm và là thiết thực để cúng dường chư Phật, thì hôm nay trên tinh thần là cái người con thật luôn đóng góp toàn bộ tất cả những gì mình có thể bằng cái tâm, bằng cái sức của người con Phật, để làm sao tất cả mọi bà con của chúng ta đều có được một cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Đặc biệt là chúng ta đều hướng về cái thiện, tránh xa những cái ác, gọi là một chữ đánh giữ làm lành. Thì hôm nay trong buổi lễ khởi công xây dựng cái cầu KH3, sư kính chúc tất cả toàn thể quý vị chúng ta thật nhiều sức khỏe và đặc biệt là thành công trong cuộc sống. Trước khi dứt lời thì cũng thay mặt cho đơn vị thi công cầu cũng chân thành kêu gọi bà con ở đây, chúng ta cùng với đội thi công để cùng nhau đóng góp sức người, sức của để giúp cho quá trình xây dựng cây cầu được thuận lợi, để hoàn thành đúng thời hạn 3 tháng mà chú Sáu đã hứa hẹn trước bà con hôm nay. Thì ở đây cũng có bà con đồng bào người Khmer ở đây, có lẽ sư sẽ nói một chút bằng tiếng Khmer. Sầm chấm rần po đầu dịch dung dị ta bật bò sắp ọc tia nâu khung mình bà ní ngay ní nhóm bật cạn nạc mà tiếp mên kè rì dô đọc đồng lắc để bàn xạ ca chìm môi nâng con có sàng tiên bật bò tui sao lăn nâu thành phố mì tiếng khát an giang để chốt màu xạ ca chìm môi nâng rất ảnh lai nâu nì cung cao thánh xa minh quá những đồng bày sang sông tiên chậm rạp tha thiên nạ tròn thô đồng nơ khoảng cấp của thật ta thà tiên lý sọc ngay miền thờ viết thà khuất khát thu oi bật chia riêng bật bò đất sắc thô đồng nơ ngoài lùng ba chân sọc ngay dương viết chậm ngay đi chừng ngay ảo cá đó là o đồng bày sang sông tiên lý nhầm bật cạn là nà sông hoa thực chất đầu nhiệt nhôm bật bò đất sắc nào chật khang nào bay một chú rôm ở bật thông đầu cầm cua nào cầm cỏ sàng tiên ní ở bật thông đòi cầm lăng thầm thiên ai tui ban làm bài ỏi ca sang sông tiên ban xâm vai chật phá bò nó khẳng một đi mình đi bật chọc sông thật bò đầu nhiệt nhôm ọc nia ban chụp nào tài sức đầy sốc sức đầy chẳng ràn cực cực nia sọc ạc mô tử nia. Tôi nghĩ là đại diện cho cái thánh Bình Linh thì cũng chân thành cảm ơn cái đơn vị thi công của Phật giáo Hòa Hảo và bên là đại diện sư của trường Vĩnh Cát và các quý vị là mạnh thường quân đã tài trợ để xây dựng cái cầu này. Thì cũng không biết nói gì hơn, thì mình phải nói là sức người sức vật là có công có của, mà nhưng vì ở địa phương mình thì đây thì nhưng cái gì tài trợ với cô bác biết thì rất là nó khó khăn, cho nên cái việc xây dựng cầu đó, hồi lúc mà mình làm mấy cái cầu mà đơn giản á thì mình còn gốc tâm của mình làm được, còn mấy cầu mà nó cái tiền nó số tiền lớn đó, cho nên là ở đây không có khả năng được.
thì đây cũng nhờ những cái gì đơn vị tài công mà tài trợ mà để khởi công xây dựng thì tự nhiên rất là chân thành cảm ơn với phương diện là của trên thánh thất Bình Linh cũng biết là cái việc là làm lành lánh dữ để tạo đức tạo phước cho cái là ở mình ở địa phương mình được, nhưng mà mình sức người mình không có khả năng làm được thì đây thì xin là rất cảm ơn các vị và chúc cho quý là có hôm nay cái buổi cái đội thi công và quý vị đại biểu trong cái buổi khai mạc cái lễ khởi công này thì và gia đình được dồi dào sức khỏe và thành đạt để cái cầu mình được hoàn thành theo tiến độ. Dạ, xin hết. Dạ. Theo chương trình thì mời chủ chú Sáu, đại đức Long Phi Yến, anh Xuân Hào, Quốc Thái và chỗ chị Lưu Lưu Việt Hồng, đồng chí Nguyễn Bất Nhất, đồng chí Dương, chỗ anh Bùi Văn Sơn lên để là động thổ khởi công cầu Kinh Cát Ba. Mời, xin mời. Đến lễ khởi công cầu Kinh Ba đến đây kết thúc. Xin chúc quý vị lãnh đạo các nhà tài trợ các mạnh thường quân cùng toàn thể quý vị. Giờ này lễ khởi công đã làm xong rồi cả nhà. Mình quay đội thi công đang làm sắt. Họ bị sắt nhiều luôn. Mấy cái trụ giữa là đổ 10 12 mét hả? Dạ. 12 mét. Còn ở trong thì ở trong 10 mét. Rồi mưa tới luôn rồi. Thì hôm nay lễ khởi công đã xong rồi, mình cũng rất mong các nhà hảo tâm cùng mạnh thường quân gần xa giúp đỡ cho chú Sáu để có được kinh phí, đủ kinh phí. Dạ. Đủ kinh phí để xây dựng cầu sớm hoàn thành để bà con đi lại dễ dàng hơn. Không còn lo sợ tai nạn nữa. Mình cũng xin chúc quý vị nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Hôm nay bà con địa phương cũng tới dự rất đông. Anh em đội thi công ở trên An Giang xuống hôm nay là bắt đầu là bo sắt đổ cọc. Đây là chủ tịch xã Minh Hòa. Quyết định ra, quyết định cái cầu này nha. Dạ chú ba. Em nha. Bà con ở đây rất mừng luôn. Dạ dạ. Mát mẻ luôn, mưa bữa nay là. Okay.